làm trắng da bằng vitamin e khiến ai cũng phát mê làm trắng da bằng vitamin e không còn là chủ đề xa lạ với chị em phụ nữ vitamin e có hầu hết trong các công thức dưỡng trắng da khác nhau được áp dụng tại thẩm mỹ spa tại nhà vì sao nó lại có công dụng làm trắng da và sử dụng công thức nào để đạt được hiệu quả vitamin e liệu có làm trắng da thực sự không hiện nay có hai loại vitamin e đó là vitamin tự nhiên và vitamin tổng hợp Vitamin E tự nhiên có trong dầu thực vật và các loại hạt như hướng dương, mè, lạc. Khi cơ thể hấp thụ lượng vitamin E này, hợp lý sẽ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, đồng thời làm giảm sắc tố melanin. Từ đó, làn da của bạn trở nên trắng hồng như ý. Trung bình mỗi ngày bạn nên dùng khoảng 15mg vitamin E. Vitamin E loại này được bổ sung bằng đường uống, vitamin E tổng hợp, đây là loại thường được dùng để làm các loại mặt nạ dưỡng da. Chúng không chỉ có tác dụng mang đến làn da trắng ngần, mịn màng mà còn ngăn ngừa lão hóa, giúp làn da tươi trẻ, đàn hồi và xóa nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, việc sử dụng vitamin E thường xuyên để đắp mặt nạ còn kích thích tái tạo da, nuôi dưỡng làn da thêm khỏe mạnh và đầy sức sống. Vitamin E loại này được đặc chế riêng dành cho làn da. Dạng vitamin E này khá ít dầu và cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho da, đảm bảo cho làn da của bạn được cung cấp nước và dưỡng chất cần thiết. Vitamin E được chứng minh có công dụng khá tốt trong việc làm liền vết thương và trị sẹo mụn, thâm nám và tăng sức đề kháng cho da. Áp dụng cách làm trắng da bằng vitamin E rất dễ dàng thực hiện tại nhà mà không mất quá nhiều thời gian hay công sức. Bạn chỉ cần có những viên vitamin E và các nguyên liệu tự nhiên sẵn có kết hợp với nhau. Cách làm trắng da bằng vitamin E và sữa tươi không đường. Chuẩn bị: một viên vitamin E và 100ml sữa tươi không đường. Thực hiện: Bước 1, cắt nhỏ đầu viên nang vitamin E để lấy dung dịch ra. Bước 2, trộn đều dung dịch vừa lấy với sữa tươi không đường đã chuẩn bị sẵn. Bước 3, làm sạch mặt sau đó thoa đều hỗn hợp này lên da. Bước 4, vỗ đều và mát xa nhẹ nhàng để các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu vào da. Bước 5, để yên trên da, nằm thư giãn từ 15 đến 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước. Tác dụng, thực hiện 2 đến 3 lần trên tuần để nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn như mong đợi. Ngoài bổ sung vitamin E làm trắng da, chị em nên tham khảo sản phẩm viên trắng da với thành phần gluta thai oan, vitamin E, vitamin C, vitamin B6, B12. Dưới đây, để bổ sung vào liệu trình làm trắng da hiệu quả nhé. Cách làm trắng da mặt bằng vitamin E kết hợp với nước cốt chanh. Vitamin E kết hợp với vitamin C có, trong nước cốt chanh sẽ là một cách làm trắng da mặt tại nhà rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp làn da trắng dần lên chỉ trong thời gian ngắn. Chuẩn bị một viên vitamin E và 1 phần 2 quả chanh. Thực hiện, bước 1, rửa mặt với nước ấm để lỗ chân lông nở ra, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Bước 2, vắt nửa quả chanh lấy nước cốt khoảng 1 thìa cà phê rồi trộn đều dung dịch vitamin E. Bước 3, dùng bông gòn thoa đều hỗn hợp này lên mặt và để yên trong 15 phút. Bước 4, rửa sạch mặt lại với nước ấm tác dụng, với công thức làm trắng da này chị em chỉ nên áp dụng hai lần trên tuần lưu ý, cách làm trắng da này rất hiệu quả, tuy nhiên rất dễ bắt nắng do trong chanh có axit nên có tính bào mòn da, do đó chị em nên tránh da nắng ngay sau khi thực hiện. Cách làm trắng da bằng vitamin E và bột ngọc chai. Chuẩn bị một viên vitamin E và một thìa bột ngọc chai. Thực hiện bước 1, hòa một thìa bột ngọc chai với một chút nước ấm để tạo thành hỗn hợp sệt. Bước 2, cắt nhỏ đầu viên nang vitamin E để lấy dung dịch. Bước 3, trộn đều dung dịch vitamin E với bột ngọc chai rồi bôi lên da mặt. Bước 4, để yên trên mặt và thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa sạch mặt với nước mát. Tác dụng kiên trì thực hiện 2 đến 3 trên tuần để da mặt thêm trắng sáng và xinh đẹp hơn. Tinh chất ngọc chai sẽ giúp làm mờ thâm sẹo và dưỡng trắng da hiệu quả.